Dự án Eco Brick, tái chế nhựa làm gạch xây nhà, giải pháp hiệu quả bậc nhất thời điểm hiện tại. Một cách tuyệt vời để tái chế thứ rác thải nhựa độc hại, khó phân hủy, dưới hình dạng những viên gạch Eco Brick. Thay bắt chúng tiếp tục phục vụ cuộc sống cho tới cuối vòng đời của nhựa thì thôi. Xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm thân thiện với môi trường, Eco Brick, tạm dịch là gạch sinh thái, gọi là gạch nhưng được làm hoàn toàn bằng nhựa. Eco Brick là một dự án tuyệt vời để tái chế nhựa thải. Nó biến thành một công cụ hữu hiệu, có thể được dùng trong xây dựng. Rất nhiều cộng đồng trên thế giới đã chung tay phát triển dự án Eco Brick này. Cách thức làm gạch đơn giản nhưng tận dụng được mọi rác thải nhựa này đã xuất phát đơn lẻ tại một số địa phương rải rác trên toàn thế giới. Có những nhà vận động môi trường nhìn thấy được tiềm năng của cách thức làm gạch này và đã đưa nó ra toàn thế giới. Năm 2010, tại miền Bắc Philippines, Brussels, Mysore và Iran, Pakistan viết nên một bản hướng dẫn đơn giản về cách dùng Eco Brick cho người dân địa phương. Bộ Giáo dục nhìn thấy tầm quan trọng tuyệt vời của Eco Brick đã đưa ra bản hướng dẫn này với tổng cộng 1.700 trường học. Tính tới năm 2014, việc phát triển Eco Brick mạnh mẽ tại Philippines đã biến nơi này thành ngọn lửa cờ đầu trong phong trào đáng tuyên dương này. Và từ đó, khối liên minh Eco Brick toàn cầu hình thành. Hiện tại, khối đã có mặt thêm tại Nam Phi, Zambia, Mỹ và gần đây nhất là Indonesia. Chế tạo Eco Brick cực kỳ đơn giản, chỉ cần một chai nhựa hay bất kỳ hộp đựng nào có thể dễ dàng biến thành một viên gạch. Hộp các tông đựng sữa cũng có thể làm Eco Brick, nhồi chặt nhựa vào đó. Bất kỳ kích cỡ hộp nhựa nào cũng có thể làm Eco Brick. Nhưng hiệu quả nhất sẽ là chai nhựa 500ml, bởi lẽ loại chai này nhỏ gọn, mà việc cầm que chèn chặt nhựa vào chai cũng không quá mất sức. Có một vài điều cần lưu ý, rác thải dính đồ ăn cần phải được làm sạch và phơi khô trước khi đưa vào làm chai trong Eco Brick, tránh việc thực phẩm phân hủy bên trong. Không cho thủy tinh, kim loại, giấy hay bất kỳ vật liệu nào có thể phân hủy vào trong chai, bởi lẽ thủy tinh và kim loại có thể tái chế được, có thể đốt giấy một cách an toàn. Vật liệu có thể phân hủy nên để bên ngoài chai, ta chỉ cho nhựa, những thứ đồ khó phân hủy bậc nhất vào trong Eco Brick mà thôi. Bạn không cần tốn thời gian gom rác mà làm gì, hãy cứ mang sẵn một chai nhựa, một cái que theo mình. Bất cứ đâu là có thể tạo ra Eco Brick ở mọi nơi, mọi lúc, vừa tránh việc vứt rác thải nhựa đi mà vừa tiện tay góp phần tạo nên một viên gạch sinh thái, dùng được vào việc khác. Đã có những cộng đồng áp dụng mô hình này một cách thành công. Ta có thể kể đến ngôi làng Besao tại miền Bắc Philippines. Nhân viên bệnh viện Jane Lee Wan đã tạo nên một viên Eco Brick một ngày để sửa sang lại ngôi nhà mà vẫn bị hàng xóm chê cười. Hai năm sau, ngôi nhà của cô biến thành điểm thu hút khách du lịch và truyền thông địa phương, cũng như báo đài thế giới đã tới đây làm phóng sự. Tại hòn núi lửa Ometepe, tại hồ Nicaragua, thuộc đất nước Nicaragua xinh đẹp, Alvaro Molina bất bình với việc rác thải nhựa tràn lan nhưng không có chỗ nào để tái chế, đã tiến hành tu sửa khách sạn của mình bằng Eco Brick. Hiện tại, cộng đồng sống tại chỗ Molina là địa điểm sạch sẽ nhất đất nước này. Trường học địa phương được xây dựng bằng Eco Brick. Bằng việc mua và bán viên gạch sinh thái này, người dân nơi đây đã tạo nên một nền kinh tế nhỏ trong phạm vi địa phương. Làng chai nhựa Panama, ngôi làng vẫn được coi là quá trình hoàn thiện, sẽ nằm ở đảo Isla Colón, gồm 120 ngôi nhà, một cửa hàng nhỏ, một nhà văn hóa được làm từ Eco Brick. Dự án đầy tham vọng này đã đến từ rapper Bezio, một người hảo tâm người Canada. Gia đình Thiefdo Standard Club tại Puerto Iguazu, Argentina. Gần như toàn bộ ngôi nhà của họ được làm từ chai nhựa, từ tường, bàn ăn, ghế ngồi, giường ngủ, thậm chí là bật ra vào của ngôi nhà. Phong trào này đã và đang lan rộng ra nhiều hơn nữa. Nhận được thêm nhiều sự ủng hộ với Eco Brick, người ta có thể tái chế được nhựa không thể phân hủy thành những sản phẩm hữu ích, tiện dụng mà lại thân thiện với môi trường. Đây là một cách gom rác thải nhựa hiệu quả, có lẽ chưa từng có.